Mình đi tìm hiểu con số ngắn hạn chứ. Hôm nay bài con số nó hơi dài cho nên là bài nói cô để bài sau kiểm tra luôn. Mình đi tìm hiểu con số hán hàng. Số hán hàng là nó dùng trong những lĩnh vực gì và số thuần hàng là nó dùng trong những lĩnh vực gì? Vì số Hàn Quốc nó có hai con số. Khi tính cái trường hợp này lại dùng con số này, khi tính cái trường hợp kia lại dùng con số kia. Cho nên là gì đây? Tiếng Hàn này nó rất là mặn, đối giống như Việt Nam mình thì một con số, một là tính một con số đúng không? Nhưng mà tiếng Hàn lại số là tính cái này là tính khác, cái kia là tính khác. Cho nên mình phải tách nó ra để khi mình nói cái tính số này mình nói số cho nó hợp lý. Thì ở đây mình tìm hiểu số Hán Hàn trước ở bài số 5 này. Số Hán Hàn là những con số gì đây? Hàn là những con số công mini sam sa đấy, trong bài 5 mình đã trong bài 5 mình có là gì? Trang trong sách là trang 54. Nó có từ 1 cho đến 100. Ví dụ như là yên công mini sam sa o yuk chim pan ku ship ship rồi. 10 rồi. Đến 10 rồi 11 thì ở đây gì đây? Ship cộng với lại 1, ship in, ship đi, ship sam, ship sa, ship o vân vân. Cho đến là 20. 20 là y ship. Đó. Y ship 21, 22, 23. 21, 20 đi với 1, 2, 3 cho đến là y ship cu. Đi trên là 29. Rồi gì đây? 29 thì 30 là sam ship, 40 sa ship, o ship, dục ship cho đến là thẻ. Cho đến là 100 trong sách nha. Trong sách trang 54 á, bài số 5 đấy. Đó. Thì ở từ cái 1 cho đến 100 thì cô không ghi. Cô ghi từ 100 cho đến 1 tỷ ha. Mình giá tiền chẳng hạn. Cô đi từ 100 trở lên. Thì trong đó mình có từng con số này, về mình học cái từng con số này. Thì nó có trong sách thì cô không ghi ha. Con mini xâm xa đấy. Cho đến là 10, 10. 11 thì là 10 cộng 1 là tới đến 20, 20 là y ship là gì đây? 21 thì là y ship in, y ship vi và tới là y ship cu. 30 là sum ship, sa ship, o ship và cho đến là 100. Nó có trong sách hết ha. Thì ở đây cô ghi từ 100 trở lên con số hán hạn này. Cô ghi xong rồi cô sẽ đọc cho các bạn là số hán hạn dùng trong những lĩnh vực gì. Đó, để khi mình học số thường hàng mình sẽ tách nó ra. Khi nào dùng số hán hạn, khi nào dùng số hàng hạn, thường hàng. Để cho nó chính xác ha. Từ 100. Bây giờ mình có 100 là bạc, đúng không? Mình có 1.000 là trơn. 1.000 là tới 10.000 là man. 10.000 người tới 100.000 bạc man. Cô ghi từ 100 trở lên ha. Thẹt măng 100.000 này đến 1 triệu. Ship. À nhầm nha, ship măng. Cô nhầm nha, 100.000 là ship măng. Cô nhầm. Rồi 1 triệu thẹt măng. 1 triệu rồi đến 10 triệu trơn măng. 10 triệu cho đến 100 triệu. À, 100 triệu đến 1 tỷ. Đó, đến 1 tỷ đây ha. Ship ở. Đó, từ 1 cho đến 100 là có trong sách rồi. Bây giờ cô đi ghi 100 trở lên. Cho đến 1 tỷ. 100 mình đến 1.000. Đấy, hàng đơn vị là trơn. Hàng nghìn thì tới 10, hàng 10.000 đó là man. Tới hàng trăm nghìn ship man. Hàng triệu thiệt man. Hàng 10 triệu trơn man. Hàng trăm triệu một tỷ ship ở. Đó là liên quan đến con số hán hàng nha, từ 1 cho đến là 1 tỷ. Con mini samsa thì nó có trong sách rồi.
Số hán hàn dùng để làm gì? Các bạn gạch đầu dòng cho cô. Ghi xong rồi các bạn gạch đầu dòng cho cô ha. Bây giờ cô đọc nha. Ghi xong hết chưa? Cô đọc ha. Số hán hàn dùng để diễn tả số nhà, số xe buýt, số điện thoại, chiều cao, cân nặng. Số hán hàn dùng để diễn tả này, số nhà, số xe buýt, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, phẩy, ngày, phẩy, tháng, năm, phút, giây. Ngày, tháng, năm, phút, giây và mệnh giá tiền. Ngày, tháng, năm, phút, giây và mệnh giá tiền. Ngày, tháng, năm, phút, giây và mệnh giá tiền. Đấy, số hán hàn nằm trong lĩnh vực gì? Những con số này nó sẽ được dùng trong khi mình nói về số nhà, số xe buýt, chiều cao, cân nặng, ngày, tháng, năm, phút, giây. Còn giờ thì phải nói bên số hán hàn, bên số thuần hàn. Ngày, tháng, năm, phút, giây thôi, không có giờ. Cho nên giờ sẽ tính như thế nào? Hôm sau mình sẽ học số thuần hàn là tính sao? Còn ghi con số hán hàn đi như thế và mệnh giá tiền. Đó. Những con số được dùng trong những trường hợp là mình tính số nhà, số xe buýt, số chiều cao, mình nói về gì đây, chiều cao, cân nặng hoặc là mệnh giá tiền, thì ở đây là số hán hàn con mini Samsa cho đến shipper. Thì bây giờ nếu như muốn tính số nhà, số xe buýt thì ở đây cô cho vài câu mình đi từng cái nha. Ví dụ như mình có chiều cao hoặc là cân nặng, thì ví dụ như chiều cao cân nặng là như thế nào? Bây giờ cô bôi chỗ này ha. Bây giờ mình cho chiều cao cân nặng trước nha. Ví dụ như chiều cao mình có khi là chiều cao. Và đơn vị của nó là cm. Ở đây là cm. Cm. Đó. Cm. Đơn vị đó là cm, gọi là cm. Bây giờ cô muốn hỏi là chiều cao của bạn là bao nhiêu? Người ta hỏi thì người ta sẽ cho vào là, người ta sẽ hỏi là khi ca, tại vì khi họ khi hỏi người ta hay thêm trợ từ y ca để nhấn mạnh. Khi ca ở mẹ. Khi hỏi ha. Hỏi người ta thường cho vào y ca để nhấn mạnh chiều cao của bạn là bao nhiêu? Khi ca ở mày đó. Chẳng hạn cô cao 1m62 là 162cm đấy. Và đôi khi mình trả lời mình chỉ là mình chỉ nói con số thôi, 162 và cộng với đuôi câu thôi, chứ mình không cần phải nói là cm gì cả. Đây là cô cho để biết thôi, đơn vị chính là cm hay là cm. Để đây mình cao 1m60 chẳng hạn, mình nói là 160. Khi trả lời các bạn nói cm cũng được, không còn cm cũng được, mình trở về đưa câu ha. 160 thì mình sẽ nói như thế nào đây? Bây giờ mình có 100, hồi nãy 100 là gì? 100 là vẹt đúng không? Đó, vẹt. Mình có 60 là gì? 60 là giúp ship. Đó. Vẹt giúp ship. Đây, 100 là vẹt, 60 là giúp ship, mà thêm y nữa. Đây vậy, 62 mà, tại vì đây
60 là giúp ship, nhưng mà bây giờ mình nói 62 thì như thế nào? Giúp ship in, giúp ship in. Thì ở đây mình phải nói là gì đây? Phép giúp ship y về về giờ cho đôi con luôn là 162 ạ. Không có cần cả cm, nếu cần cm thì đi ra phép giúp ship y cm. Nhưng mà khi trả lời trong câu nói người ta không cần phải cm, người ta chỉ nói là gì đây, bao nhiêu cao bao nhiêu xong người ta gắn vào đôi câu phép giúp ship y về giờ. Mình có 100, 100 là gì? 100 là phẹt cái trong này này. Đó, mà phẹt. Và 60, 60 là giúp ship. Xăm ship, xa ship, ô ship, 60, giúp ship. Giúp ship, mà giúp ship là 62 nữa. Giúp ship in, giúp ship y, giúp ship xăm, giúp ship xa, cứ thế. Và mình nhìn đây. Mình cho vào. Đó, đối với chiều cao, người ta cũng sử dụng số hãng hàng. À, các bạn hay cao 1m62, 1m50, 1m70 gì đó, đúng không? Vâng, ví dụ chẳng hạn. À, đó là chiều cao. Rồi ví dụ như cân nặng, cô có cân nặng, momuke là cân nặng và đơn vị nó là tính nó là kg. Momuke là cân nặng. Và đơn vị tính của nó là kg. Kg thì gọi là kilogram. 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 Cân nặng của nó là kg. Cô nhầm kilogram nha, cô nhầm kilogram. Đây nhìn ra đây mình viết chữ y rồi, biết là mình nhầm chữ kilogram. Đó, nhưng mà cân nặng này cũng như thế, thì mình nói là gì đây? Ví dụ như hỏi bạn bao nhiêu ký, tôi là 50 ký thôi chứ không cần là 50 kg gì chẳng hạn. Cái đơn vị cô ghi cho biết gì thôi. Thế mà khi trả lời mình trả lời gì đây, con số và đuôi câu thôi. Nếu như trường hợp này. Bây giờ cô hỏi là khi cao ở mai ở nữa mà cô hỏi gì đây? Chiều cao cũng tương tự như thế. Chiều cao mình cho vào chiều cao. Momuke. Không có bắt chim cô cũng đi biết IK để trợ từ dùng đi hỏi. Đó, đi ca hay đi với những trường hợp là người ta hỏi momuke. Momuke ka ở mai ở. Dù cao quốc cân nặng của bạn là bao nhiêu cũng là ở mai ở. Câu hỏi ngắn gọn ở mai ở. Thì ở đây ví dụ như cân nặng 52, 53, 54, 60, 60 mày đó, thì theo cân nặng ví dụ như cô là cân nặng này 53 kg đi. 53 không cần phải trả lời kg gì hết, cô là 53 thôi. Thì 53 là gì? 50 là gì? Ô ship cộng với 3, ô ship xong. Ô ship y, ô ship y và trở lại gì? Đếm lên. Ô 53, ô ship xong. 53. Ô ship xong đi vậy. Đi vậy ô, không còn phải kg vào đây nữa ha. Đâu vào đồ cao, ô ship xong có bắt chim cô đi với y vậy. Y vậy ô. Là 53 không còn phải ô ship xong kilogram gì cả, 53 kg gì cả, ta là ngắn gọn như thế này cũng được. Đó là chiều cao cân nặng đều dùng trong số hán hàng này. Bây giờ số nhà, số xe buýt hoặc là số điện thoại. Bây giờ đi đến số nhà, số xe buýt, số nhà trước nha.
Số nhà mình có chu sô là địa chỉ. Mình có tung là tòa. Ví dụ như các bạn ở là chung cư đấy, tòa bao nhiêu đấy. Mình có chưng là tầng. Mình có hô là số. Đó, ở đây ghi hình chung cư ha. Đó, tòa, tầng, số. Ở đây chung cư nào cũng thế, ở tòa bao nhiêu, ở tầng bao nhiêu và số bao nhiêu. À, tung là tầng, tòa nha, chưng là tầng, hô là số. Bây giờ cô muốn hỏi địa chỉ. Cô muốn hỏi địa chỉ của bạn là ở đâu, chẳng hạn. Hoặc là nhà bạn tòa mấy, nhà bạn tầng mấy, nhà bạn số mấy, vân vân vân. À, cô muốn hỏi là tòa mấy, tầng mấy mà số mấy thì cô hỏi riêng lẻ. Còn ví dụ như cô hỏi muốn hỏi địa chỉ chung luôn. Cô muốn hỏi là địa chỉ của bạn là ở đâu? Chu sô ka ở địa ở. Thì ví dụ như bạn đấy trả lời là ở tầng 102. Tầng là tung. Tầng 7. Tầng là chưng. Và số nhà là 809. 809 số là hô. Chẳng hạn. Tòa 102. Tầng 7, phòng 809 hoặc là nhà số là 809. Bây giờ 102 mình cũng là gì đây? Cứ theo thế mà làm thôi. Mình có 100 là gì? Pẹt. Cộng với 2, 2 là gì? Y. Pẹt y. À, pẹt y tung. Tầng 7, 7 là chín. Chín chứ. À, tầng là chừng. Và 809, mình có 100 là pẹt. Bây giờ 800 cứ kê lên thôi. Pẹt 200 là y pẹt. 300 xăm pẹt, xa pẹt, ô pẹt, dục pẹt, chín pẹt, phàn pẹt. Để 800. Phàn pẹt. Đi tiểu lưu cho các bạn dễ. Phàn pẹt. Và cộng với 9, 809 mà. 800 cộng với 9, pan bếp cu. À, pan bếp cu. Mình có 100 là bếp đúng không? 200, y bếp, xăm bếp, xa bếp cứ kê lên. Cho tới 800. Đã, 800 rồi. Và chỉ thiếu 9 nữa thì 800 cộng với 9, pan bếp cu hồi. Tòa 102, thẹt y tung. Chính chương phản bếp của hồi ế. Ví dụ mình muốn hỏi từng tòa, từng tầng này. Ví dụ như mình hỏi tòa mấy ạ? Thì mình hỏi là mẹt tông y ế, mẹt chưng y ế, mẹt thôi ế. Đó, muốn hỏi từng tầng. Mình biết nghe rồi, nhưng mà mình không biết là mình biết tầng nè, mình biết số, nhưng mà mình không biết tòa số mấy. Mình quên là tòa số mấy. Mình hỏi ở tòa mấy, mẹ tông gì hết. Mình biết tòa này,
mà mình quên là ở dĩ dạng như ở gần nhà bạn, mình quên là ở tầng mấy. À hỏi mẹ chứ gì đó. À, tầng mấy, bạn nói tầng 7, tầng 8, tầng 15, 20 gì đó. Mình biết nhà, biết tầng nhưng mà quên số. Số nhà là bao nhiêu, ở tầng 7 nhiêu, không biết là 605, 602, ở tầng 7, 705, 702, 703, 704 gì đó. Thì mình hỏi là ở tầng mấy ạ? À, số nhà bao nhiêu ạ? À? Đã, mẹ thôi hiểu. À, số nhà mẹ thôi hiểu. Bao nhiêu số mấy thì người ta sẽ là ví dụ như đây. 809. Mình hỏi tầng thì là người ta không gì đây trả lời số nhà này nữa, mình chỉ hỏi tầng thôi thì trả lời là 102 chẳng hạn, ở tầng 102. Mình hỏi cái này thôi. Đó, mình hỏi tầng thôi thì mình gì đấy, mẹ chứ người ta trả lời là tầng 7 thì đây. Người ta chín chứ gì không? Người ta biết tầng, biết tòa nhưng mà không biết số nhà hoặc là quên số nhà, người ta hỏi số nhà thì đây. Chẳng hạn người ta muốn hỏi riêng lẻ thì đây, mực là mấy? Mấy tòa nhà số mấy? Tầng mấy, số số nhà là bao bao nhiêu, số mấy. Đó là về số nhà. À, số hán hàng này cũng nằm trong những vực này. Khi mình nói số nhà, địa chỉ của mình, số nhà bao nhiêu, mình đều dùng số hán hàng hết. Hồi nãy là chiều cao cân nặng ha. Bây giờ tiếp theo là số điện thoại. Mình có chơn ho bôn hô là số điện thoại. À, chơn ho bôn hô là số điện thoại. Bây giờ mình muốn hỏi là số điện thoại của bạn là bao nhiêu, hoặc là số điện thoại của bạn là số mấy. Chơn ho bôn hô ca mẹ bên này đó. Mẹ bên đi vậy, gì vậy đó. Số điện thoại của bạn là số mấy? Bên hiểu. Mệt này là chỉ trời nặng nha. Trời có gâu đấy. Ví dụ như số điện thoại là 010 3525 3970. Thì ở đây khi dấu chấm này, mình khi mình đọc số điện thoại mình sẽ cắt một cái, cắt một cái bằng là mình đọc là ê, viết là ươi nhưng mà đọc là ê, viết là ươi ha nhưng mà đọc ra là ê, dấu chấm này để mình đọc khoảng cách số điện thoại. Ví dụ như mình không đọc liền là công min công sa mô y o sam chin chi sam cu chi ngung, không đọc liền như thế mà mình đọc chấm một cái là mình ê một cái để cho người ta gì đó là giống ngưng đấy. Mình đọc liền quá người ta viết không kịp, hoặc là người ta không nghe không kịp số điện thoại mình đọc, hoặc là người ta nghe không rõ, thì ở đây mình đọc là cung mì cung nghe ngưng cái đó, e là cho chấm này nè, đến xong mô y o e xong cu chiên cung ye y ye y ye o, đó hai chỗ chấm này là hai e, mình đọc ngưng một cái cho người ta biết là không y cung nghe không một không chấm 3525 chấm ngưng một cái 3970. Đó, khi đọc số điện thoại mình phải đọc như thế để người ta biết số điện thoại của mình rõ ràng và người ta nghe cũng rõ, mình phải cắt như thế. À, mình không đọc liền là công nghiên công à, mà gì đây à, xăm ô y ô gọi là xăm cu chinh gung, đọc liền luôn. Mình không đọc như thế mà mình đọc là tới chấm thì mình ê một cái, mình ngưng một cái để cho người ta nghe rõ, hoặc là mình đọc cho nó rõ là cung nghiên cung nghe à, xăm mô y ô xăm mô y ô, xong mình không đọc liền luôn mà phải xăm mô y ô ê. Đó, tại vì hai có hai cái dấu chấm này, đó là dấu chấm, mình thay cho cái dấu chấm mình ngưng một cái đấy. Dạ xăm cu chiên cung nghi hả. Bài hôm sau cô cũng sẽ gọi hai bạn lên để hỏi về cân nặng này, một bạn trả lời cân nặng, một bạn trả lời về và hỏi về trả lời về bản thân mình. À, các bạn cân nặng bao nhiêu, các bạn chiều cao bao nhiêu, và số điện thoại bao nhiêu, địa chỉ bao nhiêu. Hai bạn đó, từ sau cô kiểm tra bài số 4 và số 5 con nói luôn ha. Những cái câu này luôn nha.
Tiếp theo, có số điện thoại rồi. Số xe buýt cũng thế, số xe buýt cũng y như thế thôi. Số xe buýt là mình có là gì? Bosu bơm hô. Cũng là số xe buýt. Bosu mệt bơm nhỉ? Mệt bơm đi thải ó, chẳng hạn. À, tôi sẽ đi số buýt. À, số xe buýt là bao nhiêu? À, chẳng hạn ở đây có số xe buýt. Boss là xe buýt, boss bơ hô là số xe buýt. Boss bơ hô ca mẹ bơ nhỉ? Số xe buýt là số bao nhiêu ạ? Bosu bơm hô là số xe buýt. Mẹ bơm nhỉ? Số xe buýt là số bao nhiêu ạ? Ví dụ như số xe buýt bây giờ mình đi xe buýt bao nhiêu mà một có 1.000 mấy, 2.000 cũng có, mà 800 mấy cũng có, 12 cũng có, 13 cũng có, 50 cũng có, tùy theo con số nào thì mấy con số đó. Ví dụ như cô nói số xe buýt 1.220 đi, những chỗ nào mà đô thị ấy đông đấy thì xe buýt nhiều chứ, xe buýt thì từ 1.000 đến 2.000 hoặc 3.000, 5.000, nhất là ở Seoul hoặc là tỉnh cộng rất là nhiều xe buýt con số. Ví dụ như cô có chiếc xe buýt là 1.220 thì cô nói như thế nào đây? Bây giờ mình có 1.000 là gì? Trơn, đúng không? 100 là bẹt, 1.000 là trơn, 220, 100 là bẹt, 200 là y bẹt, 1.000 cộng với 200 trơn y bẹt. Y bẹt cộng với 20 nữa, y bẹt y ship bòn. Gì vậy? Gì vậy à? Bon là số đấy. Là số 1.220. Chân y bếp y ship bon nhỉ? Bon là con số này. Họ ta mệt bon, mình trả lời là số. Số xe buýt gọi là bon. Mà có 1.000 hồi nãy đấy, 1.000 là trơn thì cho 1.000 là trơn, 100 là bẹt, 200 là y bẹt, đối với 20, 10 là gì đây, ship, 20 là y ship đó, gắn vào đây 1.000 cộng với 200 cộng với 20 thành 1.220 cho y bẹt y ship bon gì hả? Đó là số nhà, số điện thoại, chiều cao, cân nặng rồi. Bây giờ đến gì đây? Ngày, tháng, năm, phút, giây. Năm mình có là nhân. Nhân là năm. Quân là tháng. Yên là ngày. Và mình có phút, bull là phút, chô là giây. Đó. Bây giờ hôm nay là hiện tại bây giờ là năm 2021 này, năm 2021 này. Và tháng 5 này, tháng 4 chưa thế nào. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu đây nhỉ? Ngày hôm nay là ngày 26. 26.
Ví dụ như giờ thì tính tính bên số thuộc hàng, cho nên nha, cô không tính giờ mà cô tính phút và giây luôn nha. Chẳng hạn giây thì người ta ít tính lắm, nhưng mà phải học cho biết. Ví dụ như bây giờ là 2 giờ 40 phút, nhưng mà giờ thì tính bên số hóa hàng thì nữa là gì đây? À, thuộc hàng thì nữa, học số thuộc hàng mình sẽ tính sao? Bây giờ cô tính phút trước hay bây giờ là 40 phút chẳng hạn, mấy giờ thì cô không biết nha. Ngày 40 phút và cộng như 28 giây đi. Đó, còn giờ là si, si thì để học sau, nó tính đến số khác nữa, nó mới gì đây? À, nó mới đa dạng như thế đấy. À. Rồi bây giờ cô có năm 2021. 2021 cũng tương tự như thế. Mình có 1000 là gì? Trơn. 2000 y trơn. Tính thế thôi, y trơn. Đó. 2000 rồi cộng với 21, mình có hồi nãy 20 là gì? Y ship. Y ship 20 và 21 thì lấy y ship cộng với 1, đó là y ship in. Y ship in. Y chân y ship in. Và là gì đây? Tháng 4, tháng 4 thì xong mini công mini xong xa xa rồi. Tháng là vui. À, sao rồi. Ngày 26, 20 là y ship. Y ship in, y ship y, y ship sum, y ship sa, y ship o, y ship u y. À, các bạn để ý giúp này nè. Khi tính tháng á, giúp này người ta sẽ không đọc thành giúp mà người ta sẽ đọc chuyển sang thành you. Khi đọc tháng tháng 6 cũng thế, tháng 6, tháng 7, 26, ngày 26 hay gì đó, người ta sẽ không là e-ship you win mà e-ship you win. You, người ta phát âm thành you. Và won cũng thế, e-ship you won. Anh nhầm nha, ví dụ như là vậy này, you won người ta không nói là you won mà người ta nói là you won. You, người ta tính, người ta sẽ đọc là you chứ không đọc là you luôn. Tính tháng và tính ngày. À, e-ship you win. Và là gì đây, 40 phút. 40 phút thì mình có là gì đây? 10 là ship, 20 y ship, xăm ship, 40 là xà ship. Xà ship bùn, 28 giây. 10 là ship, 20 là y ship cộng với 8 y ship phần trụ. Đó. Ở đây cũng nằm bên lĩnh vực số hãng hàng. Y chân y ship y đó. Sa quân y ship win. Xăm ship bôn y ship thần tổ. Đây. Năm, tháng, ngày, phút, giây. Cũng nằm trong lĩnh vực số hán hàng. À. Ví dụ cô muốn hỏi à, hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Onaru. Cô muốn hỏi ngày mấy? Ngày mấy họ đều dùng là merchin. Merchiniero. Onaru merchiniero. Bây giờ không phải tháng 4 nè, cô nói tháng 5 đi. À, tháng 5 ngày 28 chẳng hạn. Tháng 5. Mình có tháng là won, ngày là in. À, 28. Thì bây giờ nói như thế nào đây? Ô, con mini xem sao? Ô, ô won. Ô won. Ngày 28. 20 là y ship cộng với 8 y ship panin. Yeah, yeah. Oh, what y ship panin?
ngày mấy. Và bây giờ người ta hỏi là sinh nhật của mình hả? Ví dụ như là họ hỏi là sinh nhật của bạn khi nào? Sang gì đi? Sang như là sinh nhật nha. Sang gì đi? Ơn chê. Ơn chê là khi nào? Ơn chê éo. Bây giờ cô nói sinh nhật của cô là vào ngày tháng sau, ngày 20 tháng 10 đi. Tháng sau ngày 20 tháng 10, ví dụ như thế. Tháng sau mình có tháng sau là gì? Thảo ta. Thảo ta ngày 20 tháng 10 thì phải tháng trước, Hàn Quốc là sẽ phải tháng trước là ngày sau. Tháng 10 mình có Siwon. 20 e ship in. Yeah. Chỗ này cũng thế. Chỗ này viết là ship nhưng mà khi mà đọc là gì đây? Đọc ngày mình nói ngày hoặc là mình nói tháng ấy thì ở đây sẽ đọc là siêu chứ không đọc thành ship. Giữa giúp và ship đó mình phải chú ý. Ngay đây. Giúp tuy là tháng 6 mình đọc là giúp quên nhưng mà khi người ta phát âm người ta gọi là giúp quên, người ta gọi là giúp quên. Ở chỗ này cũng thế, với ship cũng thế, hai cái từ này, hai con số này mình để ý. Là gì đây, người ta không nói là ship quên mà người ta sẽ đọc siêu quên. Tháng 10. Và ngày 20 thì là e-ship in. E-ship in. Đi về. Tháng tan là tuần sau, tháng sau. Ngày 20 tháng 10 tháng sau ấy. Siwon, nhớ tháng 10 này nha, 10 và gì đây? Giúp hồi nãy đâu mày? Boy, cô boy hả? Nhớ. 10 và 6. Đó. Ở đây tức là ship nhưng mà khi đọc thì là đọc ship thôi. Bình thường mà đọc con số như khi tính năm hoặc tính ngày thì ở đây người ta sẽ đọc chuyển thành là số 10 này sẽ đọc là C, 6 này sẽ đọc là U. Khi nói tháng hoặc nói ngày. Đó, bây giờ tất tần tật lĩnh vực số nhà, số xe, biết chiều cao, cân nặng, số điện thoại gì đó, cô cho hết rồi đây. Lĩnh vực của số Hán Hàn này dành được. Khi mình nói số nhà phải dùng số Hán Hàn, con mini xem sao như cách nãy cô giải thích. Đó, số nhà, số điện thoại, chiều cao, cân nặng như thế nào đây có hết. Ngày, tháng, năm bao nhiêu, phút, giây bao nhiêu thì sử dụng con mini xem sao hết. Đó, chứ không có phải là Hana to set ha. Hana to set bài hôm sau mình sẽ tìm hiểu. Trong lĩnh vực này là số Hán Hàn hết. Cái cuối cùng quan trọng nữa đó là mệnh giá tiền. Mệnh giá tiền cũng tính vào thằng này. Bây giờ mệnh giá tiền chép xong cho cô boy ha. Boy này nha. Cái cuối cùng cái quan trọng đó là mệnh giá tiền. Mệnh giá tiền mình có ba cái mệnh giá tiền, đó là tông, là tiền đồng Việt Nam đồng của mình đấy, và bên Hàn Quốc đó là won, họ tính theo đồng won. Đó, won của họ. Ba cái mệnh giá tiền quan trọng thôi, mình học ba mệnh giá tiền quan trọng thôi. Cái quan trọng nữa là đô la đó, mình chỉ có tiền won, tiền đồng hoặc tiền đô la là đủ rồi, không cần tiền gì nữa hết. Đô la